Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện đối với 9 tuyến buýt điện hết hạn thầu năm 2024. Trước đề xuất trên, nhiều người dân bày tỏ quan điểm đồng tình, hy vọng đề án này sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi mà có đề xuất thay thế bằng xe điện ấy, thì em cảm thấy là nó sẽ giúp cho việc bảo vệ môi trường và giảm thải các khí thải ra môi trường nhiều hơn. Cái cơ sở vật chất của xe điện thì nó sẽ hiện đại hơn, mới hơn. Ngồi xe điện nó sẽ êm hơn là đi xe buýt thông thường. Mình nghĩ là hiện tại thì môi trường cũng đang gặp ô nhiễm khá là nghiêm trọng ấy. Vì vậy thì việc chuyển từ xe buýt đang sử dụng xăng dầu sang xe buýt điện thì có thể giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường, và mình thấy điều đó là khá là quan trọng. Nếu mà có đủ kinh phí và những điều kiện hỗ trợ thì mình nghĩ là việc chuyển từ xe buýt truyền thống sang xe buýt điện là một giải pháp khá tối ưu cho môi trường. Với những ưu điểm vốn có của xe buýt điện là không phát thải, không mùi, không gây ô nhiễm tiếng ồn, nên đa số người dân đều mong muốn đề án này sớm được thực hiện và dịch vụ vận tải thông minh này ngày càng trở nên phổ biến. Bởi vì em thấy xe điện bây giờ cũng mới nên là em thấy nó cũng chưa phổ biến lắm. Em vẫn mong muốn là có xe điện để mà đi nhiều hơn, bởi vì là em ở ngoại thành nên là em vẫn muốn có xe điện về ngoại thành để mà lên Hà Nội. Nếu như mà giá vé của xe buýt điện nó cao hơn thì em vẫn tình nguyện đi thay vì đi xe máy với cả đi xe buýt truyền thống. Cái xe điện thì sẽ bảo vệ tốt cho môi trường hơn, đi êm hơn ạ. Xong rồi được sử dụng wifi miễn phí, xong rồi được sạc điện thoại nữa. Em thấy là việc mà hiện tại không khí môi trường đang càng ngày càng ô nhiễm hơn và khói bụi ngày càng nhiều như này, mà em toàn ra đường vào giờ cao điểm thôi, em nghĩ là việc mà có nhiều xe buýt điện hơn thì sẽ giảm thải được nhiều thứ cho và xanh cho môi trường hơn. Được biết, trong quý 1 năm 2024, 9 tuyến buýt sẽ hết hạn thầu, gồm tuyến số 05, lộ trình đi khu đô thị Linh Đàm, Phú Diễn, tuyến 15, bến xe Gia Lâm, Phố Ni, tuyến 17, Long Biên, Hà Nội, tuyến 36, Yên Phụ, khu đô thị Linh Đàm, tuyến 39, công viên Nghĩa Đô, Tứ Hiệp, tuyến 43, công viên Thống Nhất, thị trấn Đông Anh, tuyến 54, Long Biên, Bắc Ninh, tuyến 47A, Đại học Kinh tế Quốc dân, Kiều Kỵ, Gia Lâm, tuyến 59, thị trấn Đông Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.